Mệnh phát tài, nơi soi sáng vận mệnh cuộc đời. Bảo lộc cực lớn Ất Tỵ 1965, đúng cuối tháng này, trúng số 2 lần liên tiếp, tiền nhiều ngập két, đổi đời đại gia. Thưa quý anh chị tuổi Ất Tỵ thân mến, định lực cây tre nôm na rằng, tre mất 3 năm đầu để lên được 2-3cm, sau đấy đến năm thứ 5 trở đi thì mỗi ngày lên được 30cm và chỉ mất 6 tuần để lên được 15m. Với 1965 Ất Tỵ tạm áp dụng định luật cây tre vào mệnh số của họ, vì họ dừng chân tại chỗ đã khá lâu rồi. Dừng chân không phải là không làm gì, làm chứ vẫn làm nhiều là khác, chỉ là tự thành thì chưa lắm so với cái nội lực, cái gốc rễ của họ mà thôi. Theo mệnh phát tài luận giải chính xác thì đúng cuối tháng này, bản mệnh tuổi Ất Tỵ sẽ được các tinh soi chiếu, chính ấn chỉ đường, tiền tài thăng hoa. Bản mệnh từ đây cải vận thay mệnh, sống trong giàu sang. Từ nay cái mệnh Ất Tỵ sẽ khác, tuy đã có tuổi nhưng chưa bao giờ là muộn với mong cầu phú túc an yên. Tuy nhiên có một điều cần loại bỏ ngay khỏi cuộc sống của Ất Tỵ nếu không muốn tán gia bại sản, đại họa triền miên. Vậy không để mất thêm thời gian, anh chị hãy cùng mệnh phát tài đi tìm hiểu ngay nhé. Thưa anh chị Ất Tỵ thân mến, nếu anh chị cảm thấy sợ hãi quá, lo lắng quá, anh chị muốn lễ, muốn đi tìm kiếm những vật phẩm phong thủy để giảm hạn nọ kia thì tùy anh chị thôi, nhưng hãy nhớ rằng tâm người là phong thủy lớn nhất. Biết đường phía trước có chông gai thì hãy lèo lái thêm cẩn thận, thêm trí tuệ, thêm máu lửa, thêm nhiệt thành, thêm tỉ mẫn và thêm bền bỉ kiên trì, vững lòng vững tâm. Có như vậy thì khó nào cũng sẽ qua, thái bạch rồi cũng sẽ tự thân anh chị vượt, thay vì trông chờ vào những thứ vô hình mà anh chị không thể nào chắc chắn nắm được trong tay. Đôi lời gửi tới Ất Tỵ cho những ngày tháng vất vả ngược xuôi. Ai cũng thích làm một người đơn thuần, tức vạn sự theo bản tâm, triệu sự không cần suy tính, muốn ăn thì ăn, muốn chơi thì chơi, muốn đi thì đi, mà muốn nghỉ thì nghỉ. Nhưng cuộc đời đâu có dễ dàng đến thế, muôn nẻo bôn ba, chỗ đâu cho những mong muốn đơn thuần. Có đôi khi muốn ăn thật ngon thì đời lại cho không đủ tiền nong chi phí. Có đôi khi muốn ngủ thật yên thì đêm nằm vắt tay lên trán, đủ thứ ảo não sầu buồn. Muốn đi chơi thì người bạn đời lại câu có, muốn buông lơi thì đủ thứ trách nhiệm cần gánh vác trong đời. Thực tế đôi khi hơi tàn nhẫn, nên thế giới này hơi hiếm chỗ cho những kẻ mộng mơ. Con người cũng đôi khi quá thực dụng, vậy nên nhiều sự sẽ khó khăn với những người mang suy nghĩ đơn thuần. Nhưng không có nghĩa là ta cần phải mưu mô, hoặc là phải thâm trầm tính toán, hoặc chán nản buông xuôi. Đôi khi ta chỉ cần nhớ kiên cường bản tính và hết tình bản tâm. Cái trách nhiệm không thể né tránh thì hãy hiên ngang mà đối diện, phấn đấu một đời, thành bại tùy thiên ý, nhưng sẽ luôn khắc cốt ghi tâm, làm hết lực, chơi hết sức, nỗ lực hết mình, chăm chỉ trí hình. Ta muốn ngao du cùng thiên địa, muốn trải đủ nhân tình thế thái của thế gian, ngắm đủ phong cảnh bao la của đất trời rộng lớn, muốn giúp những người mình yêu quý, muốn để sinh tồn có ý nghĩa trong cõi nhân gian, sự nghiệp coi dựng xây, góp phần cho xã hội, thì cái giá ta phải đổi cho sự bất phàm luôn là những vất vả khốn cùng để leo đỉnh phù vinh. Vậy nên hãy kiên cường. Đúng cuối tháng này là thời điểm xét về đường công danh sự nghiệp, là lúc tuổi Tỵ cảm thấy khá mệt mỏi và căng thẳng. Bản mệnh làm gì cũng thấy khó khăn trắc trở. Trong thời điểm có thái tuế chiếu mệnh, vận tiểu nhân khá mạnh nên lấn át cát khí, khiến cho những công sức anh chị bỏ ra không được công nhận, có thể vất vả trước sau rồi cuối cùng lại bị kẻ khác nững tay trên, hưởng hết mọi công lao. Cây muốn lặng mà gió chẳng đừng, tuổi Tỵ muốn tập trung làm việc của mình, không quan tâm đến thế sự, nhưng vẫn có thể bị lôi kéo vào những cuộc tranh giành quyền lực. Vì thế cần phải bình tĩnh và tỉnh táo, tránh làm sai, nói sai, trở thành bằng chứng kết tội sau này. Anh chị cũng đừng quá lo lắng, bởi chính ấn vẫn ở bên, gánh đỡ bớt vận hạn cho con giáp này. Tuổi Tỵ hãy cứ tận dụng vào việc của mình, cố gắng hết mình, chắc chắn sẽ được đền đáp xứng đáng. Đầu năm, con đường tài lộc của bản mệnh cũng không thực sự hanh thông.
người tuổi Tỵ khó nhận được các khoản lãi lời, vì thế hãy tập trung vào các công việc chính để có thể đảm bảo đồng ra đồng vào, không mắc thêm lỗi khiến mình phải lấy tiền ra đền bù thiệt hại. Người làm kinh tế cần cởi mở hơn trong suy nghĩ, tư duy làm ăn của mình. Nếu anh chị cứ mãi đi theo lối mòn, thì anh chị sẽ nhanh chóng tụt hậu so với đối thủ. Thị trường luôn luôn vận động, vì thế anh chị không nên đứng yên một chỗ. Có thể quá trình làm ra tiền sẽ khá vất vả đấy. Song đến khi gặt hái được trái ngọt, anh chị sẽ cảm thấy những gì mình bỏ ra hoàn toàn xứng đáng. Với người làm công ăn lương, hãy cố gắng hoàn thành cho tốt các nhiệm vụ được phân công. Như vậy thì khoản tiền lương đổ vào trong túi anh chị vẫn sẽ đảm bảo. Nếu có thể, hãy dành thời gian học thêm những kiến thức mới, như vậy sẽ hữu ích cho tương lai của anh chị sau này. Thiên Đức cho thấy, thực chất anh chị vẫn có cơ hội phát triển trong cuối tháng này. Chỉ cần anh chị quyết tâm và cố gắng mà thôi, có thể sự chăm chỉ của anh chị sẽ gây ấn tượng tốt với quý nhân. Đối phương sẽ giới thiệu cho anh chị những cơ hội đáng để thử sức. Về phương diện tình duyên, tháng mới cũng đánh dấu những chuyển biến tích cực trong chuyện tình cảm của tuổi Tỵ. Cục diện tương hội báo hiệu sẽ có đào hoa chiếu mệnh, mở ra nhiều trải nghiệm đặc biệt cho bản mệnh. Cuối tháng này sẽ mang tới nhiều cơ hội cho người độc thân. Anh chị có thể sẽ tìm được một người thích hợp với mình, kết thúc những ngày tháng lẻ loi bao lâu nay. Anh chị có những suy nghĩ cởi mở hơn về tình yêu, cũng chủ động tìm kiếm cơ hội thay vì cứ ngồi chờ đợi như trước đó. Tuy nhiên, anh chị cũng được khuyên nên cân nhắc kỹ càng, chớ nên vội vàng quyết định chuyện tình cảm. Có thể sự cô đơn sẽ khiến cho anh chị cảm thấy lạc lõng và gật đầu nhanh chóng, nhưng như vậy thì khó đảm bảo được chuyện hạnh phúc mãi mãi về sau. Đào hoa có lợi cho người độc thân là vậy, nhưng các cặp đôi hay người đã lập gia đình thì điều đó cực kỳ nguy hiểm. Đôi bên có thể gặp chuyện thị phi mà hiểu lầm lẫn nhau, tình yêu đứng trước thử thách không nhỏ. Các cặp vợ chồng nên tỉnh táo, tìm đúng mối lương duyên thiện lành, chớ đứng núi này trong núi nọ mà tự phá hoại hạnh phúc của bản thân. Tháng này do phạm cục diện tương xung thái tuế, nên người tuổi Tỵ không thể nào chủ quan về vấn đề sức khỏe của mình như trước. Có dấu hiệu thể lực giảm sút mạnh, suy nghĩ lo lắng nhiều, khiến anh chị hay bị căng thẳng, mệt mỏi, mất ăn, mất ngủ. Dù các triệu chứng khó chịu đến từ việc áp lực tinh thần, nhưng anh chị cũng chớ nên chủ quan, kẻo để kéo dài sẽ rất nguy hại. Tháng này bản mệnh đi đường hay làm gì cũng nên chú ý cẩn thận, tự bảo vệ bản thân khi có sự cố xảy ra. Anh chị Ất Tỵ còn đang lắng nghe không ạ? 2024 thuận lợi hay đại hạn, chúng ta cùng nhau đi tìm hiểu ngay tại video số này. Đúng cuối tháng này là thời điểm mà tuổi Ất Tỵ không gặp phải vấn đề gì quá đáng lo ngại trong năm Giáp Thìn. Dưới sự trợ giúp của cục diện ám hợp, anh chị xây dựng được những mối quan hệ xã giao tốt đẹp. Người mới bước chân vào môi trường làm việc cũng nhanh chóng bắt kịp tốc độ, nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của người đi trước. Tình hình tài chính chủ yếu ổn định cũng giúp anh chị có thể tự tin làm bất cứ điều gì mình mong muốn. Trên phương diện tình cảm, người tuổi này cũng nhận được sự quan tâm, chú ý của người khác giới. Nếu mở lòng thì có thể xây dựng được mối quan hệ có triển vọng. Một về công việc làm ăn, theo tử vi 2024, đường số có nhiều cơ hội để phát triển năng lực bản thân trong cuối năm 2024, nhờ đó nhận được sự đánh giá cao của lãnh đạo, tạo ấn tượng tốt với đồng nghiệp. Dù sao anh chị vẫn cần học hỏi mọi người nhiều hơn, không nên coi mình là nhất để rồi tự chuốc lấy thất bại. Hai về tiền bạc tài chính, người tuổi Ất Tỵ có một cuộc sống khá ổn định, mức lương hiện tại có thể chưa phải là cao, nhưng nếu biết cân đối chi tiêu, anh chị vẫn hoàn toàn có thể tự nuôi sống bản thân mình. Nếu là người năng động, anh chị có thể bắt tay vào các công việc làm thêm, chắc chắn sẽ kiếm được thêm một khoản dôi dư kha khá. Ba về tình duyên gia đạo, những người đã lập gia đình không gặp phải vấn đề gì quá lớn trong chuyện tình cảm. Dù đôi khi hai người vẫn tranh cãi, mâu thuẫn với nhau, nhưng sau mỗi lần hàn gắn, đôi bên lại càng thấu hiểu và trân trọng nhau hơn.
đối với người độc thân thì nữ mệnh đào hoa hơn nam mệnh. Nếu mở rộng các mối quan hệ, cởi mở hơn trong giao tiếp, đường số có thể tìm được người thích hợp với mình. Tình duyên có phần hanh thông hơn trước, nam mệnh còn rụt rè nhút nhát nên khá bị động. Cần thay đổi mặt tính cách này thì mới mong kết đôi được với người mình yêu mến. 4. Về sức khỏe. Sức khỏe bị tác động của cục diện tế can tân kim khắc ấn mộc, vì thế cần đề phòng bị thương gân cốt, cẩn thận khi sử dụng các vật sắc nhọn hoặc lao động chân tay, lao động với máy móc. Hơn nữa, anh chị không nên bắt cơ thể lao động quá sức, dễ dẫn đến những tổn hại không báo trước, vừa hại thân vừa tốn kém tiền bạc. Tuổi Ất Tỵ cuối năm 2024 hợp màu gì? Các màu vàng, nâu đất, xanh dương và đen sẽ mang tới nhiều điều cát lành cho tuổi Ất Tỵ trong cuối năm 2024. Ngược lại, những màu như đỏ, hồng, tím hay xanh lá lại có thể mang tới điều không may mắn, nên hạn chế sử dụng. Vận hạn tuổi Ất Tỵ cuối năm 2024 theo sao hạn và lá số tử vi. 1. Xem sao hạn tuổi Ất Tỵ cuối năm 2024, tử vi Ất Tỵ 2024 nam mạng, sao chiếu mệnh, sao thủy diệu. Thủy diệu rây rất muộn phiền, gia đình tan tác, rối ren không ngừng, tháng 4, tháng 8 coi chừng, họ hàng nội ngoại lệ rưng chia lìa. Đây là sao tốt chủ về tài lộc, hỷ sự, trong nhà có nhiều chuyện vui. Sao này rất tốt cho những người mệnh mộc. Tuy nhiên, sao này kỵ nhất là vào tháng 4, tháng 8 âm lịch, chủ về thị phi, khẩu thiệt mất mát của cải, bị đàm tiếu, nói xấu sau lưng. Tử vi Ất Tỵ 2024 nữ mạng, sao chiếu mệnh, sao một đức. Một đức sao sáng mênh mông, lộc tài xuân hạ thu đông rạng ngời, bán buôn vốn một phát mười, gia môn rộng rã nụ cười ấm no. Một đức được coi là phước tinh mang lại may mắn, an vui, tốt lành nhất là về hôn sự, tốt nhất là vào tháng 10 và tháng chạp âm lịch. Tuy nhiên cần đề phòng bệnh tật phát sinh, nhất là liên quan về khí huyết trong cơ thể. Hạn, cả nam và nữ mạng tuổi này đều gặp hạn ngũ mộ trong cuối năm 2024. Địa võng nhiều nỗi buồn than, lời ăn tiếng nói xanh đoan rầy rà. Địa võng hạn cũng không xong, như cá mắc lưới giữa dòng chẳng may. Địa võng chủ về đi xa bất lợi, gặp hạn này nên hạn chế xuất hành xa, nhất là vào giờ tốt và ngày tốt. Hạn này còn chủ về chuyện đau buồn, cẩn thận lời nói kẻo vướng khẩu thiệt, bị kẻ xấu lợi dụng hoặc lừa gạt. Đồng thời, cẩn trọng trong nội tộc có chuyện tan gia, công việc khó khăn, làm ăn trắc trở phải bỏ giữa chừng. Luận hung cát niên vận 2024 theo lá số tử vi. Cùng mệnh, sao thiên hỷ, long đức, báo hiệu có chuyện vui, quý nhân giúp đỡ. Hung tinh đà la, tiểu hao, gây hao tán tiền bạc hoặc đau yếu. Cùng tam hợp, các sao văn tinh, quán sách, bệnh phù, tuần triệt, gây trở ngại cho công việc làm ăn và sức khỏe. Cùng xung chiếu, các tinh thiên khôi, hồng loan, tăng đào hoa và vận quý nhân. Hùng tinh cô thần hối khí thiên không kiếp sát, gò ép về mặt cảm xúc, khiến tinh thần bất ổn, đề phòng tai nạn bất ngờ. Tiểu kết, sao trên lá số tử vi dự báo điều sau, có quý nhân giúp đỡ, công việc ban đầu tuy gặp trở ngại khó khăn, nhưng sau đạt kết quả khả quan, sức khỏe giảm sút, tuy không mắc bệnh nghiêm trọng nhưng cũng thường xuyên đau yếu. Cách hóa giải vận hạn cuối năm 2024 cho tuổi Ất Tỵ. 1. Hóa giải sao chiếu mệnh xấu nam mạng. Đầu năm nên tiến hành cúng dâng sao cầu an, tài lộc hoặc cúng vào ngày 25 âm lịch hàng tháng, vào lúc 19 giờ đến 21 giờ, thắp 20 ngọn đèn và lạy về hướng đông làm lễ, bài vị dùng giấy xanh, đông phương giáp ức một đức tinh quân. Rồi khấn cung thỉnh thiên đình thánh vân cung đại thánh, trùng quan triệu nguyên một đức tinh quân vị tiền. Một đức sao ấy tốt thay, thập ngoạn thập nhị đặng rầy ân lai, hầm lâm cúng kiến nhằm ngày, cờ vàng 20 ngọn lại rầy hướng đông. Nữ mạng, đầu năm nên cúng dâng sao cầu an, hoặc cúng vào tháng kỳ tuổi là tháng 4, tháng 8 âm lịch, nên cúng vào ngày 21 âm lịch, vào lúc 21 giờ đến 23 giờ, thắp 7 ngọn đèn hướng bắc làm lễ, bài vị dùng giấy đen và ghi, bắc phương nhâm quý thủy đức tinh quân, rồi khấn cung thỉnh thiên đình thủy đức kim nữ cung đại thánh, bắc phương nhâm quý thủy đức thủy diệu tinh quân vị tiền. Thủy diệu sao ấy chẳng hay, 21 nhằm ngày ta cúng để xuôi, tháng 4, tháng 8 ngậm ngùi, đèn thời 7 ngọn bắc phương cúng rầy.
hóa giải hạn xấu cuối năm 2024 nhằm làm giảm bớt tác động của hạn xấu trong cuối năm 2024 đương số nên kiểm soát tốt cảm xúc, tránh kích động mạnh, ăn nói từ tốn, hành xử khéo léo, tránh xảy ra những xung đột bạn bè không đáng có, nên làm nhiều việc thiện giúp đỡ người xung quanh để tăng phúc khí. Nên kết giao với những người lương thiện, tránh tiếp xúc kẻ bất lương, kẻo bị lừa gạt tiền bạc như đa cấp lô đề cờ bạc. Nếu có nhiều tiền, nên âm thầm giữ lấy, tránh khoe khoang, đề phòng trộm cắp cướp giật. Hóa giải sao xấu theo lá số tử vi. Để hóa giải sát khí do sao chiếu xấu gây ra, trước khi đi đâu xa hoặc tiến hành việc quan trọng, nên xem ngày tốt xấu, xem kỹ ngày giờ hoàng đạo để mang lại may mắn cho bản thân. Dự báo vận hạn 6 tháng trong cuối năm 2024 cho tuổi Ất Tỵ, vận hạn tháng 7 2024 âm lịch, tuổi Ất Tỵ nam mạng, tài lộc vượng kiếm tiền như hái, tuy nhiên sức khỏe giảm sút, tuổi Ất Tỵ nữ mạng, tìm ra hướng đi đúng, tiền đầu tư sinh lời, vận hạn tháng 8 2024 âm lịch, tuổi Ất Tỵ nam mạng, công việc thuận lợi, tuy nhiên có họa thủy phi, cẩn thận lời ăn tiếng nói, tuổi Ất Tỵ nữ mạng, xuất hành xa bất lợi, đề phòng tai ương bất ngờ. Vận hạn tháng 9 2024 âm lịch, tuổi Ất Tỵ nam mạng, âm phụ dương trợ, toại nguyện ước mong trong công việc. Tuổi Ất Tỵ nữ mạng có tin vui báo về, tinh thần phấn khởi, gia đạo hài hòa. Vận hạn tháng 10 2024 âm lịch, tuổi Ất Tỵ nam mạng, tiêu hao nhiều tiền bạc cho kế hoạch hoặc dự định mới. Tuổi Ất Tỵ nữ mạng, sức khỏe giảm sút, nhất là những ai mang thai, đi đứng cẩn thận, kẻo té ngã bất ngờ. Vận hạn tháng 11 2024 âm lịch, tuổi Ất Tỵ nam mạng, kinh doanh phát tài, nhiều nguồn thu nhập thụ động, kinh tế bớt áp lực. Tuổi Ất Tỵ nữ mạng, có quý nhân giúp đỡ, có bệnh gặp thầy thuốc nên nhanh khỏi. Vận hạn tháng 12 2024 âm lịch, tuổi Ất Tỵ nam mạng, gia đình sửa sang nhà cửa, tiêu hao khá nhiều tiền bạc. Tuổi Ất Tỵ nữ mạng, âm phụ dương trợ, gia đình hạnh phúc, đón tin vui về con cái. Thưa quý anh chị Ất Tỵ thân mến, trong mỗi video, mệnh phát tài luôn muốn mang thêm những giá trị cũng như bài học để anh chị có thể áp dụng luôn trong cuộc sống. Ở số này, chúng tôi muốn anh chị được biết đến tướng phụ nữ phú quý hơn người, tài lộc và tình duyên đều vượng phát. Xem tướng mạo phụ nữ phú quý hơn người, có tài lộc và tình duyên đều vượng phát, tiền bạc vây quanh. Tướng phụ nữ miệng rộng, đàn ông miệng rộng thì sang, đàn bà miệng rộng tan hoang cửa nhà. Theo quan niệm dân gian, phụ nữ có khuôn miệng rộng không được tốt cho lắm, về thẩm mỹ cũng không được đẹp. Song nếu chỉ xét trên quan điểm về nhân tướng học thì những cô gái miệng rộng là có phúc tướng, trời sinh đã là thiếu phu nhân, lấy chồng đại gia, được chồng chiều chuộng. Họ chẳng những không thiếu tiền tiêu mà cũng chẳng thiếu tình yêu, luôn được chồng yêu thương chăm sóc. Thậm chí sau khi kết hôn, cô gái này có thể chẳng cần phải đi làm nữa mà sống thoải mái an nhàn nhờ sự chăm sóc của người anh chị đời. Tướng phụ nữ hai cằm. Nếu anh chị có hai cằm và nhiều người trêu chọc anh chị vì điều đó, thì hãy tự tin nói rằng đó là phúc tướng của mình nhé. Cô gái có hai cằm nhìn có thể béo, nhưng theo tướng số thì cực kỳ may mắn, tiền bạc dồi dào tiêu mãi không hết. Chuyện tình cảm của cô gái này cũng rất mỹ mãn, hôn nhân cũng hạnh phúc bền lâu. Nói chung, cô gái sở hữu nét tướng này, cuộc đời sung sướng không phải lo cái ăn cái mặc, càng chẳng phải đau đầu vì cơm áo gạo tiền, lại có được người chồng yêu thương và che chở cho mình trước những sóng gió cuộc đời. Phụ nữ hai cằm tướng số may mắn, tài vận tốt, hạnh phúc viên mãn. Người phụ nữ khuôn mặt hơi mập, hai cằm là người sống vì gia đình, sẵn sàng hy sinh bản thân vì hạnh phúc của gia đình, con cái. Vì vậy ai lấy được họ đều có cuộc sống hôn nhân hạnh phúc. Tướng phụ nữ có đầu mũi tròn trịa. Người có đầu mũi tròn trịa là người có phúc tướng, đặc biệt xem tướng phụ nữ thì thấy nét tướng này rất tốt cho các cô gái. Bởi tướng mũi như vậy chẳng những đem lại sự hài hòa cho khuôn mặt, khiến các cô gái trở nên xinh đẹp hơn, mà còn ảnh hưởng đến tính cách cũng như vận mệnh của họ nữa. Cuộc đời của cô gái có tướng mũi như thế này khá suôn sẻ, không phải trải qua nhiều khó khăn trong đời, dù là điều kiện kinh tế, gia đình hay cuộc sống hôn nhân của họ đều rất tốt đẹp,
hậu vẫn an nhàn hưởng nhiều phúc khí, cho dù tướng mũi này có không phù hợp với nét đẹp thẩm mỹ theo từng thời điểm thì cũng đừng bao giờ nghĩ đến chuyện phẫu thuật thẩm mỹ, bởi phá đi nét tướng này, anh chị sẽ thấy cuộc đời sống của mình bị ảnh hưởng rất nhiều theo chiều hướng tiêu cực đó. Tướng phụ nữ có mũi cao thẳng, nhìn vào tướng mũi, nếu cô gái nào có sống mũi cao thẳng thì chẳng những dung mạo sẽ thanh tú đáng yêu mà còn có được vận số tốt nữa. Tướng mặt như vậy sẽ giúp cho các cô gái có được cuộc sống dễ dàng hơn nhiều, dù là trong công việc hay trong đời sống tình cảm cũng đều thuận buồm xuôi gió. Số mệnh phú quý và tướng mũi như vậy, cô gái này sẽ có khả năng tích tụ tài lộc, cũng được nhiều người khác phái theo đuổi, tình duyên và tiền tài đều như ý. Nếu biết cách lợi dụng những ưu điểm này thì cuộc đời sẽ như được trải thảm hoa hồng, chẳng bao giờ phải lo phiền về bất cứ điều gì. Ngoài ra, anh chị có biết điều tối kỵ trong phong thủy nhà vệ sinh? Việc thiết kế nhà vệ sinh cần lưu ý rất nhiều yếu tố như tính tiện dụng, vệ sinh, thẩm mỹ, đặc biệt là phong thủy nhà vệ sinh cũng là một yếu tố không thể bỏ qua. Trong quá trình thiết kế và xây nhà ở, nhà vệ sinh chính là khu vực cần đặc biệt xem xét kỹ lưỡng, bởi đây không phải là nơi xử lý chất thải mà còn là khu vực mà mọi thành viên trong gia đình sinh hoạt hàng ngày. Chính vì thế, việc thiết kế nhà vệ sinh cần lưu ý rất nhiều yếu tố như tính tiện dụng, vệ sinh, thẩm mỹ, đặc biệt là phong thủy nhà vệ sinh cũng là một yếu tố không thể bỏ qua. Nhà vệ sinh kỵ các hướng. Theo xu hướng thì phòng tắm và nhà vệ sinh được gộp chung với nhau để tiện gọn diện tích và kinh tế, mang lại cảm giác thoải mái cho các thành viên sau những giờ làm việc vất vả và mệt mỏi. Các hướng kỵ không đặt nhà vệ sinh như Nam, Tây Nam, Đông Bắc, Bắc. Các hướng này đều làm tăng tính thủy cao, khiến mọi thứ trong căn nhà bị chìm hoặc bị phá hoại. Khí năng hướng Bắc, Đông Bắc rất cao, khiến hao tốn tinh lực, trí tuệ của con người. Kỵ đặt phía sau hoặc đối diện bài vị bàn thờ. Không khí nhà vệ sinh kém trong sạch nhất trong nhà. Nếu đặt như vậy, bất kính đại kỵ với thần linh, người đã mất đem lại điều không hay. Kỵ đối diện với bếp. Nhà vệ sinh là nơi có nhiều vi khuẩn gây bệnh, mùi ô uế khiến thức ăn dễ bị ôi thiêu và mất vệ sinh, ảnh hưởng đến chất lượng bữa ăn, sức khỏe. Tránh đặt theo hướng này vì hướng này là một trong những hướng đại kỵ trong phong thủy. Kỵ đặt đối diện cửa lớn. Chắc hẳn không có thiết kế nào lại đặt nhà vệ sinh đối diện với cửa lớn, vì chính diện cửa lớn là sân, cổng ra vào, anh chỉ nên chọn đặt nhà vệ sinh phía sau. Hướng nhà không trùng hướng bồn cầu. Phong thủy học cho rằng hướng của bồn cầu không được cùng với hướng căn nhà. Nếu hướng cửa lớn căn nhà là hướng nam, khi người ngồi trên bồn cầu mặt hướng về hướng nam, như vậy đã phạm vào cấm kỵ bồn cầu và căn nhà cùng hướng. Điều đó dễ khiến cho các thành viên trong gia đình gặp các vấn đề về sức khỏe. Phương pháp hóa giải là đổi hướng của bồn cầu lệch hướng hoặc ngược hướng so với căn nhà. Không đặt trung tâm căn nhà. Các phòng có mùi kém sạch như nhà vệ sinh, dễ tích bẩn như phòng tắm, nhà bếp đều không được đặt ở trung tâm căn nhà. Nếu nhà vệ sinh đặt ở chính giữa căn nhà, khí ẩm, khí hôi của nó sẽ phát tán tới căn phòng khác, khiến cho các thành viên trong gia đình sinh bệnh, rất bất lợi cho sức khỏe. Nếu nhà tắm đặt ở vị trí trung tâm căn nhà, tốt nhất nên tiến hành điều chỉnh lại. Không xây nhà vệ sinh trên phòng ngủ. Nhà phố hay nhà tầng thường xuyên xây đến 2-3 nhà vệ sinh. Trường hợp này thường bị trục trặc ở chỗ, nhà vệ sinh tầng trên lại đặt trên phòng ngủ của tầng dưới. Khí bẩn của toilet đi xuống phòng ngủ khiến giấc ngủ không ngon và dễ đau đầu, ảnh hưởng xấu đến sức khỏe gia chủ. Vậy là xem đến đây anh chị đã biết được bảo lộc cực lớn, Ất Tỵ 1965 đúng cuối tháng này, trúng số 2 lần liên tiếp, tiền nhiều ngập két. Đổi đời đại gia, hãy áp dụng ngay những thông tin cần thiết vào cuộc sống để có được một tương lai tốt hơn. Thưa các anh chị thân mến, qua mỗi video, Mệnh Phát Tài luôn muốn gửi gắm đến quý anh chị một điều gì đó để giúp anh chị tốt hơn. Anh chị cũng đừng quên tu tâm dưỡng tính và hãy lắng nghe lời Phật dạy về kiểu người khó được Phật độ, chăm chỉ lễ bái cúng dường cũng vô ích, mong rằng không có anh chị. Những kiểu người này khó được Phật độ dưới đây cũng bởi sống không tích thiện nghiệp, để cho cái tâm tham sân si điều khiển hành vi của bản thân, làm những điều sai trái,
hại người, thành hại cả mình. Như vậy thì cuộc đời gặp sóng gió liên miên, lầm than lạc lối đời này qua đời khác là điều tất yếu. Đức Phật là bậc bậc đại từ đại bi, xót thương hết thảy chúng sinh. Ngài thương nhân loại bằng sự bình đẳng và luôn chỉ dạy cho chúng sinh con đường để thoát khỏi bể khổ. Tuy nhiên có một sự thật rằng, kể cả Đức Phật còn tại thế hay cả khi Ngài đã nhập Niết Bàn, vẫn có những người không có được phước duyên biết đến Phật, không gặp được giáo pháp của Phật. Cho nên trong nhà Phật mới có câu, Phật độ hữu nhân duyên, người vô nhân vô duyên, Phật cũng không độ được. Cần phải hiểu rằng, Phật độ không có nghĩa là cầu nguyện, vặn vái điều gì thì sẽ được Phật ban cho điều ấy. Mà Phật độ ở đây chính là Phật chỉ dạy cho chúng ta con đường giải thoát giác ngộ, để tự mỗi chúng ta tùy theo bản nguyện, căn cơ, hoàn cảnh của chính mình, để tự mình hóa giải những phiền não vô minh. Phật độ là Phật giúp cho chúng ta phương tiện để qua sông, nhưng chính chúng ta phải tự mình nghiên cứu, tu tập, thực hành và sống đúng với chánh pháp thì mới có giải thoát, an vui và tự tại. Ngược lại, nếu chúng ta cứ mãi mê ngồi thiền, tụng kinh, niệm Phật, trù trí, văn vái, cầu nguyện, cúng bái thật nhiều tiền của mà tự mình không chịu lo tu sửa, tánh tham tật đố không chừa, tâm còn giận còn hờn, lòng còn chạy theo si mê ái dục, thì đây chỉ là tu hành theo hình thức, không có một ý nghĩa hay giá trị nào hết. Những kẻ xu nịnh khó được Phật độ. Đức Phật cho rằng, kiểu người khó được Phật độ thứ nhất là những người có thói quen xu nịnh tâng bốc. Lời Phật dạy rằng, không vua nịnh giữ tâm đoan chánh. Những kẻ ưa nói lời vua nịnh, sẵn sàng nói ra những lời không thực tâm, thay đổi thái độ bất cứ lúc nào, miễn là đạt được mục đích của bản thân. Phật cho rằng, hành vi này là hành vi của kẻ ác. Nhiều người dành nhiều thời gian, công sức, tiền của để lễ bái, cầu thân khấn Phật, nhưng nếu không đạt được điều mình muốn, họ có thể làm ra một số hành vi phỉ báng Tam Bảo. Trong cuộc sống hàng ngày, mọi người cũng yêu chuộng sự chân thật, không một ai thích những người sống vua nịnh, giả dối cả. Trong kinh Đại Niết Bàn, Phật có dạy, chẳng phải chỉ có người lực sĩ mới có nhiều sức mạnh mà người ngay thẳng, thắng được tâm của chính mình còn mạnh hơn cả người lực sĩ. Phật đã trải qua vô số kiếp, chẳng nghe theo tâm mà nỗ lực tinh tấn đạt đến quả vị Phật. Thế nên chúng ta sống chính trực, ngay thẳng và chân thành là điều mà chư Phật, chư Tổ và những bậc thầy mong mỏi ở chúng ta. Chúng ta phải cố gắng từng ngày cải thiện những tật xấu dở trong cuộc sống hàng ngày, bỏ đi những tâm tà mị vua nình, để sống với bản chất của tâm thể như chúng ta thuở ban đầu, để xứng đáng là người tu sĩ, là đệ tử của Phật, sống được với tâm Phật của chính mình. Do đó, hành vi a dua nịnh nọt cần phải được xóa bỏ. Chúng sinh sống xô nịnh, tức là có đạo đức giả, không từ thủ đoạn miễn là đạt được mục đích, mưu cầu lợi ích cá nhân. Những kẻ như vậy chẳng những đánh mất phước báo mà còn khó được Phật phổ độ cứu giúp. Video này chưa kết thúc ở đây, nên anh chị nghe đến đây rồi thì Mệnh Phát Tài xin được gửi lời cảm ơn đến quý anh chị rất nhiều. Như anh chị có thể thấy, người tuổi Ất Tỵ luôn gặp phải thị phi bất công, không những thế tiểu nhân thì đang chờ trực. Vậy câu hỏi đặt ra là, làm thế nào để Ất Tỵ có thể thoát khỏi cảnh này, cải vận thay mệnh và có một quãng lớn an nhàn tuổi già? Thì xin quý tín chủ hãy đến với phần 2, phần này có rất nhiều điều đặc biệt, đáng để đón xem. Cảnh báo Ất Tỵ 1965, làm gì để được Phật độ, Nam Tạo che chở, đổi đời giàu sang sung sướng. Anh chị thân mến, tiền bạc vật chất có thể không phải là thứ quan trọng nhất trên thế giới này, nhưng nó tác động và định hình lên hầu hết mọi thứ. Nó tác động lên cách sống của anh chị, nó ảnh hưởng tới nhân cách của anh chị, mức độ bằng cấp mà anh chị có, trải nghiệm trong một kiếp nhân sinh, các mối quan hệ thân sơ, môi trường làm việc. Tiền bạc không phải là thứ quan trọng nhất, nhưng nó ảnh hưởng tới tất cả những điều quan trọng trong cuộc sống của anh chị. Đường đời anh chị đi, chữ hiếu anh chị muốn báo, chữ tình anh chị muốn trao, công ơn dưỡng dục anh chị muốn dành cho những thế hệ sau của mình. Vậy nên có tiền là điều kiện tiên quyết số 1 để cuộc đời được thăng hoa và rực rỡ nhiều màu. Thay vì lắm lúc cám cảnh, chỉ biết bất lực nắm tay, nhưng cái suy nghĩ sống chỉ kiếm tiền, nghe nó tham quá, nghe nó tục quá, nghe nó tầm thường quá, nên lắm lúc ta tự kiếm một cái lý do cao cả một tí,
để giải thích cho cái việc không thực sự nỗ lực của chính mình. Anh chị biết đấy, tiền bạc vật chất đôi khi chỉ là một món quà được tặng kèm khi anh chị nỗ lực hết mình trong công việc của bản thân. Hãy làm một công việc mà anh chị thấy vui, chọn một con đường mà anh chị thấy thích, máu lửa vì nó, nỗ lực vì nó, nhiệt huyết vì nó, cống hiến tinh thần và ý chí của mình cho nó. Sau đấy, cái sự thỏa mãn khi đã nỗ lực hết mình sẽ đi kèm với món quà tặng rủng rỉnh của vật chất về thân. Tôi không bảo rằng anh chị không được quyền nhàn tản hay lười biếng. Cuộc đời anh chị muốn làm gì với nó cũng được thôi. Chỉ là nếu có khả năng thì tại sao không cố gắng? Nhân sinh vốn diệu kỳ, tại sao phải chịu đựng sự ảm đạm, nhạt nhòa, không vui? Ất Tỵ cần phải nhớ, dù là công việc hay tình cảm, đều sẽ không diễn ra thuận lợi như mình mong muốn. Hiểu điều này, để thay vì chán nản, bỏ cuộc buông xuôi, thì hãy thoáng tâm tư mà kiên trì lựa chọn. Đường đi có thể khó, nhưng bỏ cuộc hay không là do bản thân mình lựa chọn. Nếu đã làm rồi, ngại gì mà không máu lửa lao theo. Lập một kế hoạch, chú định một mục tiêu, sau đó thực hiện nó, kiên trì nó, nhiệt thành với nó. Tính toán đầy đủ các bước, dự định cho những điều xấu nhất có thể xảy ra. Không cần phải quá bi quan, nhưng cũng đừng lạc quan thái quá, đơn giản quá nhiều. Kẻo đến lúc sự khó xảy ra, lại trở tay không kịp. Lại nói cũng đừng suy nghĩ quá nhiều, nghiêm trọng hóa vấn đề, dẫn tới không giải quyết được gì mà tâm tư thì vất vả. Đừng lo, cũng đừng sợ. Nguồn nội lực mà anh chị cần, khả năng mà anh chị muốn, lẫn sự tài giỏi định trong số mệnh trời ban đã có ở trong chính Ất Tỵ rồi. Cái anh chị cần làm là máu lửa lên, điên cuồng lên, mạnh dạn lên. Đừng nóng vội mong có kết quả luôn mà lại thành ngu si, liều lĩnh. Bình tĩnh mà làm, kiên trì mà đợi. Mọi thứ cần tuân thủ điều kiện quy trình, vạn sự sẽ sớm ổn thỏa đi lên. Anh chị Ất Tỵ có biết không, sắp tới sẽ có hung có cát, nhưng hung hay cát ở đây còn phụ thuộc anh chị tận dụng những lời luận giải của mệnh phát tài thế nào. Nếu luận giải ra đại vận thì chẳng sao, nhưng nếu có lỡ luận vào đại nạn thì bản mệnh cũng nắm trước được thiên cơ mà xoay chuyển được thế tình. Có thể sau video này chúng ta sẽ chẳng gặp lại nhau trên không gian mạng rộng lớn YouTube, nhưng mệnh phát tài vẫn sẽ chúc anh chị Ất Tỵ có một đời an yên. Anh chị hãy dành một giây đăng ký kênh để tiếp sức cho đời phụng sự mệnh phát tài, ngày đêm cố gắng giúp đời, giúp người nhé. Với Ất Tỵ, nhờ quan đới tạo điều kiện thuận lợi nên vận quý nhân tăng lên, mọi sự thuận lợi vì được nhiều người giúp sức, thậm chí có người tuổi Tỵ còn được giúp đỡ để có thể gây ấn tượng tốt đẹp với cấp trên và được phụ trách những nhiệm vụ quan trọng. Ngoài ra, chính nhờ tư duy nhạy bén, khả năng phân tích nên con giáp tuổi Tỵ cũng nổi trội và được chú ý hơn trong công việc. Tuy nhiên đừng vì thế mà tỏ ra kiêu ngạo hay khoe khoang, kẻo vận may biến mất. Nhớ trân trọng sự giúp đỡ của những người xung quanh mình. Chính ấn mang tới nhiều điều kiện tốt, nhưng chính anh chị sớm nhận ra mình càng ngày càng bận rộn hơn khi phải theo đuổi nhiều thứ trong cuộc sống. Thế nên đừng quên thường xuyên đánh giá và tìm giải pháp cân bằng, phù hợp hơn cho mình. Xem tử vi tài lộc của tuổi Tỵ, Thái Dương cát tinh mang tới vận may cho bản mệnh về tiền bạc. Con giáp này có thể kiếm được nhiều tiền mà không phải tốn quá nhiều công sức. Lục bạch bay về phương Đông Bắc, bản mệnh có cơ hội phát tài nhỏ. Hãy tận dụng tốt những điều kiện thuận lợi đang có. Những ai làm trong lĩnh vực bất động sản hoặc kim loại có nhiều lợi thế hơn bất cứ ai. Tuy nhiên con giáp tuổi Tỵ nhớ thận trọng, đừng vì tham lam mà đánh đổi. Luôn có nhiều rủi ro ẩn sau, vẻ ngoài phẳng lặng mà anh chị khó thấy được. Vì vậy lúc này không nên liều lĩnh làm gì đó quá phá cách và táo bạo. Xét về phương diện tình duyên trong giai đoạn này, con giáp tuổi Tỵ đang được đặt trong điều kiện thuận lợi, nhưng bản mệnh không đủ tỉnh táo nhận ra. Có những người xa lạ ghét và thù địch với anh chị, nhưng việc đó không quan trọng bằng việc những người thân cận luôn tin yêu anh chị hết lòng. Nguyệt lệnh bệnh khiến đầu óc anh chị không thực sự sáng suốt, thế nên anh chị không tỉnh táo trong các quyết định liên quan đến vấn đề tình cảm, hay giận hờn khi có điều gì đó không thỏa mãn được mong muốn của mình. Thế nhưng anh chị không nhìn thấy được mặt tích cực là người ấy rất ủng hộ, hỗ trợ anh chị những việc nho nhỏ. Hãy trân trọng đối phương, nếu không một ngày nào đó
khi họ không còn ở bên nữa, anh chị sẽ hối hận vì đã không yêu thương họ một cách trọn vẹn nhất. Thiên nguyệt hung tinh xuất hiện, gây ra những phiền muộn không đáng có trong cuộc sống của con giáp tuổi Tỵ thời gian này. Có quá nhiều stress sẽ gây bất lợi cho sức khỏe của bản mệnh trong giai đoạn này, nhất là những ai đang chữa bệnh. Do đó, anh chị nên hiểu rõ tình hình sức khỏe để tìm cách bỏ bớt các áp lực cuộc sống của mình. Anh chị cần nhớ rằng, chỉ cần có sức khỏe thôi là anh chị có thể thực hiện đam mê của mình. Còn ngược lại, nếu cứ tình hình hiện tại còn tiếp diễn thì không đủ giúp anh chị tỉnh táo trong các quyết định quan trọng. Nếu cần, hãy cho mình một không gian riêng tư để trò chuyện và thấu hiểu chính mình. Hãy cho chính anh chị thời gian để lắng nghe những tiếng lòng của bản thân. Thời điểm này, chạy bộ chậm là cách luyện tập tốt nhất, tăng cường sức khỏe và vừa có thể giải tỏa anh chị khỏi những căng thẳng trong cuộc sống. Đó là cơ hội để anh chị được hòa mình với thiên nhiên, không còn phải ở mãi trong phòng kín để làm việc. Anh chị Ất Tỵ còn đang lắng nghe không ạ? À? Sau khi tháng 4 này kết thúc, sẽ có một số anh chị lao đao và hối tiếc khi chưa thể nắm bắt được đại vận. Tuy nhiên, anh chị cũng đừng quá lo lắng, vì riêng Ất Tỵ sẽ có cả một năm 2025 thuận lợi và hanh thông. Sau đây, có một số điều Ất Tỵ bắt buộc phải nhớ. Anh chị hãy dành một giây đăng ký kênh và bắt đầu tìm hiểu đại vận của riêng mình nhé. Đầu tiên, chúng ta ưu tiên phái nữ để đi tìm hiểu vận mệnh của họ trước nhé. Tổng quan tử vi tuổi Ất Tỵ năm 2025, nữ mạng, ngũ hành. Trong năm, người tuổi này dễ đón tin vui liên quan tới cuộc sống. Việc mưu cầu về danh vọng cũng thuận lợi và nếu xuất tiền hoặc đầu tư kinh doanh làm ăn thì nên thực hiện. Bên cạnh đó, với kế hoạch xuất hành đi xa năm Giáp Thìn, người sinh năm này được giúp đỡ từ quý nhân. Chính vì thế, năm này chủ mệnh có thể đạt được một số thành tựu. Thiên can, tử vi Ất Tỵ nữ mạng năm 2025, dự báo về cơ bản chuyển biến tốt đẹp, công việc nhận được giúp đỡ của quý nhân cũng như bản thân mở mang thêm, có sự liên kết hoặc đầu tư chung để phát triển. Mưu cầu liên quan về công danh trong năm Giáp Thìn tương đối tốt. Tuy nhiên về ngũ hành của thiên can năm lại có sự tương khắc với ngũ hành thiên can người tuổi này nên sức khỏe chủ về chuyển biến không tốt. Địa chi, trong năm 2025, người tuổi Tỵ công việc thuận lợi và đưa tới những mở mang cho làm ăn kinh doanh. Đây cũng là năm chủ mệnh có được sự giúp đỡ của quý nhân và mong muốn đạt được kết quả. Về ngũ hành của địa chi Nam Thìn và ngũ hành địa chi tuổi Tỵ tương sinh nên chủ về trong năm làm ăn dễ xuất tiền hoặc đầu tư cho kinh doanh buôn bán. Cung phi, trong năm người sinh năm này, cuộc sống chú ý không được thuận và có thể gặp những chuyện thị phi. Về ngũ hành của cung phi này và năm Giáp Thìn là tương khắc, vì thế trong năm chủ mệnh, công việc kinh doanh bản thân phải tự cố gắng và làm chủ, không được quý nhân giúp sức. Cùng với đó, công việc cũng không nên thay đổi trong năm này. Kết luận, tử vi tuổi Ất Tỵ nữ mạng năm 2025 cho thấy năm nay mọi việc đều không thuận lợi, do đó nên hạn chế thay đổi công việc và đầu tư tiền vào kinh doanh vì kết quả thu về khó khăn và tiền bạc sẽ hao tán. Ngoài ra, cần cẩn trọng trong vấn đề gia đình và đặc biệt chú ý đến sức khỏe, đặc biệt là chế độ ăn uống và tiêu hóa. Mục tiếp theo anh chị sẽ khá quan tâm đó là vận hạn tuổi Ất Tỵ năm 2025, nữ mạng. Sao chiếu mệnh tử vi nữ 1965 năm 2025, sao văn hướng hỏa tinh, văn hướng tháng 2 tháng 5 lời qua tiếng lại ăn nằm nào yên, tháng 8 rắc rối than phiền, làm ơn mắc oán muộn phiền tâm thân. Giải nghĩa sao? Luận tử vi tuổi Ất Tỵ năm 2025, nữ mạng cho hay sao văn hướng chiếu mạng nên người tuổi này cần chú ý sức khỏe nếu đang trong giai đoạn mang thai năm này. Ngoài ra cẩn thận về thưa kiện, khẩu thiệt hoặc ốm đau thương tật. Công việc thì có sự ổn định và không quá nhiều biến động. Trong các tháng như tháng 2, tháng 8 âm lịch là tháng xấu nên chăn nuôi bất lợi, gia đạo bất an. Sao hạn tử vi nữ mạng 1965 năm 2025, hạn ngũ mộ, tiểu hạn. Ngũ mộ hạn xấu tổn tài, cả năm đau ốm lao đao chẳng lành. Khuyên ai khấn nguyện hết lòng, đầu năm cúng bái thoát vòng tai ương. Giải nghĩa hạn,
Luận Tử Vi 1965 năm 2025 nữ mạng cho biết, đây là hạn chủ về năm nay, người nữ mạng có sự hao tán nhiều về tiền bạc. Gặp hạn ngũ mộ, chú ý mua sắm những đồ đạc trong năm này, cần có hóa đơn, không nên mua đồ lậu. Trong năm này cũng chủ về tai bay vạ gió nếu cho người khác ngủ nhờ. Hạn tuổi Ất Tỵ năm 2025, nữ mạng. Vận mạng tuổi Ất Tỵ phạm phải hoang ốc. Vận niên tử vi nữ Ất Tỵ 2025, trư phùng hỏa, xấu. Vận niên trư phùng hỏa, tương ứng vận niên mang ý nghĩa không tốt, tượng trưng cho hình tượng của heo bị quay trong lửa. Theo đó, chủ mệnh tuổi này trong năm, nhiều việc không được như ý muốn, biến cố đột xuất đưa tới. Trong năm nếu có được những cơ hội trong sự nghiệp công danh thì cũng cần lưu ý cẩn trọng, dễ có chuyển biến xấu. Về tình cảm gia đạo cũng khó được thuận hòa, thậm chí còn nảy sinh thêm các chuyện không như ý muốn. Tứ trụ tử vi 2025 Ất Tỵ nữ mạng, thiên hòa, địa hòa. Công việc làm ăn của nữ Ất Tỵ năm 2025 không thay đổi nhiều so với năm trước, nhưng khi gặp khó khăn sẽ được quý nhân giúp đỡ. Luận tử vi tuổi Ất Tỵ năm 2025, nữ mạng, nhận thấy đây được xem là một năm đầy thử thách đối với chủ mệnh. Theo những dự báo của chuyên gia mệnh phát tài, trong năm nay, nữ 1965 có thể sẽ gặp khó khăn trong công việc và sự nghiệp. Tuy nhiên, nếu nữ tuổi này kiên trì và cố gắng sẽ vượt qua được mọi khó khăn và đạt được những thành tựu đáng kể. Đối với sức khỏe, nữ Ất Tỵ cần phải chú ý đến chế độ ăn uống và sức khỏe tinh thần của mình. Dù có những thách thức, nhưng với tinh thần lạc quan và nỗ lực không ngừng nghỉ, chắc chắn năm 2025 sẽ mang đến cho nữ tuổi Tỵ 1965 những trải nghiệm thú vị và thành công đáng kể trong cuộc sống. Bây giờ, anh chị hãy cùng mệnh phát tài tìm hiểu vận mệnh nam giới nhé. Tổng quan tử vi tuổi Ất Tỵ năm 2025, nam mạng. Tử vi 2025, tuổi Ất Tỵ nam mạng về ngũ hành. Cuộc sống đưa tới những tin vui mới. Luận tử vi tuổi Ất Tỵ nam năm 2025 về việc mưu cầu liên quan đến danh vọng cũng được lợi. Bên cạnh đó, khi xuất tiền trong năm hay tiến hành mọi đầu tư trong kinh doanh đều dễ dàng và xuôi thuận. Đây cũng là năm rất tốt cho người thuộc hành thổ xuất hành đi xa bởi khó khăn nhận được sự hỗ trợ của quý nhân. Tử vi nam Ất Tỵ 2025 về thiên can. Công việc kinh doanh làm ăn nhận được giúp đỡ của quý nhân, nhiều khả năng đầu tư chung, mở mang hoặc thêm mới các liên kết công việc. Khi xét tử vi 2025 Ất Tỵ nam mạng về mối quan hệ liên quan tới ngũ hành thiên can thì chủ mệnh nên lưu ý ngũ hành thiên can năm 2025 Giáp Thìn khác với ngũ hành thiên can tuổi. Vì thế chủ mệnh có thể ốm đau trong năm này, cần lưu tâm thêm vấn đề về sức khỏe và thăm khám đầy đủ định kỳ. Tử vi nam sinh năm 1985, năm 2025 về cung phi. Sự nghiệp làm ăn kinh doanh thêm vững chắc, có quý nhân hỗ trợ. Theo tử vi tuổi Ất Tỵ nam 2025 thì đây là năm tốt cho người cung phi tốn, tiến hành thay đổi công việc, nhận được sự giúp đỡ của bạn bè. Ngũ hành cung phi năm và cung phi tuổi là tương trợ, vì thế xuất hành đi xa trong năm có lộc đưa tới. Kết luận, theo các sao trong năm Giáp Thìn, tuổi Ất Tỵ trong năm 2025 nên hạn chế mưu cầu quá cao về công việc và tài chính. Tử vi của nam tuổi 1965 cho thấy tập trung vào công việc hiện tại sẽ tốt hơn. Trong năm nay, gia đình của nam giới tuổi Tỵ 1965 cũng cần lưu ý đến sức khỏe, thường xuyên khám và chú ý đến các vấn đề liên quan đến xương khớp và tay chân. Mục tiếp theo, anh chị sẽ khá quan tâm đó là vận hạn tử vi tuổi Ất Tỵ năm 2025, nam mạng. Sao chiếu tử vi tuổi 1965, nam mạng, năm 2025, sao Thổ Tú, Thổ Tinh. Thổ Tú tháng 8, tháng 4, gia đình tan tác, hao hư bạc tiền, lệ trào tơi tả triền miên, biệt ly nội ngoại muộn phiền tiễn đưa. Giải nghĩa sao? Sao Thổ Tú là sao xấu, hung tinh mang tới sự xung khắc, bất lợi người tuổi này trong năm chú ý công việc làm ăn dễ thua lỗ. Theo tử vi nam Ất Tỵ năm 2025 thì sức khỏe của nam mạng yếu kém, xuất hành khó đưa tới kết quả như ý muốn, có thể bị người khác ném đá dấu tay hoặc bị cản trở công việc,
xấu nhất trong năm Giáp Thìn là tháng 4 và tháng 8. Sao hạn tử vi 2025 Ất Tỵ Nam Mạng, hạn ngũ mồ, tiểu hạn, ngũ mồ hạn xấu tổn tài, cả năm đau ốm lao đao chẳng lành, khuyên ai khấn nguyện hết lòng, đầu năm cúng bái thoát vòng tai ương. Giải nghĩa hạn, hạn ngũ mộ trong năm Giáp Thìn, chủ về người nam mạng, có thể bất lợi liên quan đến phương diện tài chính, tiền bạc, đề phòng mất mát của cải hay hao tán về tiền bạc. Chớ mua đồ trong năm này mà không có hóa đơn, không nên cho ngủ nhờ để tránh mang vạ vào thân. Hạn tuổi Ất Tỵ năm 2025, nam mạng. Nam mạng tuổi Ất Tỵ năm 2025 phạm phải hoang ốc. Vận niên tử vi Ất Tỵ nam mạng 2025 trư phùng hỏa xấu. Vận niên trư phùng hỏa thể hiện về vận niên ẩn chứa những ý nghĩa xấu, tương ứng với hình ảnh con heo bị quay trên lửa. Gặp vận niên này, chủ mệnh cẩn thận có những biến cố có thể xảy ra tới trong năm. Thu nhập của bản thân không tốt và bận rộn trong công việc. Xét tử vi tuổi Ất Tỵ 1965, nam mạng năm 2025, thấy nam tuổi này nên an phận, làm ăn cũng cẩn thận vì dễ mắc oán, làm việc gì cũng nên suy xét thận trọng, công danh nhận được hỗ trợ sẽ được thành thù. Về phương diện tình cảm, tình duyên trong năm không thay đổi nhiều, trừ thời điểm cuối năm. Tứ trụ tử vi tuổi Ất Tỵ nam năm 2025, thiên tuyệt địa hòa. Nam tuổi Ất Tỵ năm 2025 cần chú ý trong nhà, công việc làm ăn không được tốt, làm ảnh hưởng tới tình cảm cũng như thiếu hòa khí trong gia đình. Kết luận tử vi tuổi Ất Tỵ năm 2025, nam mạng. Những người tuổi Ất Tỵ sinh vào năm 1965 khi đón chào năm 2025 sẽ đối diện với nhiều thử thách và khó khăn trong cuộc sống. Theo mệnh phát tài, tuổi này sẽ gặp nhiều trắc trở về mặt tài chính và công việc, cho nên cần phải tập trung vào công việc đang làm để đạt được thành công. Về mặt gia đình, cần phải lưu ý sức khỏe và điều chỉnh các thói quen ăn uống và lối sống để tránh các vấn đề liên quan đến xương khớp và tay chân. Trong những thử thách này, người tuổi Ất Tỵ cần phải giữ vững tinh thần lạc quan và kiên trì để vượt qua mọi khó khăn và đạt được thành công trong cuộc sống. Vậy là xem đến đây, anh chị đã biết được cảnh báo Ất Tỵ 1965 làm gì để được Phật độ, Nam Tạo che chở, đổi đời giàu sang sung sướng. Hãy áp dụng ngay những thông tin cần thiết vào cuộc sống để có được một tương lai tốt hơn. Thưa các anh chị thân mến, qua mỗi video, mệnh phát tài luôn muốn gửi gắm đến quý anh chị một điều gì đó để giúp anh chị tốt hơn. Anh chị cũng đừng quên tu tâm dưỡng tính và hãy lắng nghe lời Phật dạy về sự tức giận. Có một vị phu nhân thường vì những chuyện vặt vãnh mà sinh nóng giận. Có một ngày, bà đi tìm một vị cao tăng thỉnh giáo. Cao tăng nghe xong, liền dẫn bà đến một gian thiền phòng, khóa cửa lại rồi rời đi. Vị phu nhân tức giận, chửi mắng ầm ĩ một hồi, cao tăng cũng không để ý tới. Rồi bà lại bắt đầu cầu khẩn, cao tăng vẫn ngoảnh mặt làm ngơ. Vị phu nhân cuối cùng đành phải im lặng. Cao tăng ở bên ngoài cửa hỏi, bà còn tức giận không? Vị phu nhân nói, tôi chỉ tức giận chính mình, sao lại đến cái nơi quỷ quái này để chịu tội khổ không biết. Cao tăng phẩy tay áo rời đi, nói vọng vào, người mà ngay cả chính mình cũng không chịu tha thứ thì làm sao tâm có thể phẳng lặng như mặt nước được đây. Một lát sau, cao tăng hỏi, bà còn tức giận không? Vị phu nhân nói, hết rồi, tức giận để làm gì cơ chứ? Tức giận cũng có làm được gì đâu. Cao tăng lầy rời đi. Lúc cao tăng trở lại lần thứ ba, vị phu nhân nói với ông, tôi hết tức giận rồi, bởi vì không có gì đáng để tức giận. Cao tăng cười nói, bà còn biết nó có đáng hay không, xem ra trong nội tâm vẫn còn cái rốc rễ của khí. Một hồi sau, đang lúc cao tăng đứng ở trước cửa ngắm trời chiều, vị phu nhân hỏi, đại sư, khí là gì vậy? Cao tăng đổ nước trà vào trong tay, làm rơi phải khắp đất. Vị phu nhân nhìn thật lâu, chợt ngộ tỉnh, cảm tạ rồi rời đi. Bài học từ câu chuyện cuộc sống về sinh mệnh con người. Sinh mệnh của chúng ta cũng giống như chén nước trà trong tay vị cao tăng kia, chỉ trong giây lát đã hòa vào trong đất. Năm tháng ngắn ngủi như thế, những việc nhỏ nhặt trong đời đâu có đáng giá để chúng ta uổng phí thời gian mà đi tức giận. Đôi khi trong cuộc sống,
chúng ta vì những chuyện nhỏ nhặt mà tức giận, đơn giản vì tranh giành cao thấp, hơn thua mạnh yếu, nhưng cuối cùng cũng đều không ai chiến thắng cả. Anh chị có thể thắng ở việc này, nhưng có thể lại thua ở việc khác. Lúc anh chị nhắm mắt từ giã thế gian này, dù có là ai thì cũng đều giống nhau, chỉ là hai bàn tay trắng. Đời người quan trọng nhất là làm được một chút việc gì đó mà bản thân cảm thấy có ý nghĩa. Không nên tốn thời gian đi tranh danh đoạt lợi, không nên cứ lại hơn thua vì một câu nói mãi thế. Người có tu dưỡng chân chính sẽ biết nén cơn tức giận này xuống, biết kiểm soát được nóng giận mới có thể khiến sự tình trở nên tốt hơn, mới có thể khỏe mạnh và trường thọ. Nếu để anh chị mắc bệnh nhẹ một tuần, anh chị sẽ phát hiện tiền tài không còn là quan trọng, chỉ có gia đình và thân thể mới là đáng quý. Nếu để anh chị mắc bệnh nặng một tháng, anh chị sẽ phát hiện tiền tài đặc biệt không hề quan trọng, thân thể và người nhà mới là trọng yếu. Nếu để anh chị mắc bệnh nặng nửa năm, đoán chừng anh chị sẽ sẵn sàng buông bỏ hết thảy tiền tài và danh lợi, chỉ có thân thể mới là thứ quan trọng nhất. Đáng tiếc là thế giới này đại bộ phận mọi người đều như thế, vết sẹo lành rồi lại vội quên đi nỗi đau. Người ta nên bình thản mà sống, khỏe mạnh, hạnh phúc mới là quý giá nhất, là những điều mà chúng ta cần trân quý trong cuộc sống. Cảm ơn quý anh chị đã dành thời gian lắng nghe. Tôi không biết vì lý do gì mà giữa hàng trăm hàng nghìn video ngoài kia mà chúng ta lại có thể gặp nhau tại đây. Nhưng đã hữu duyên như vậy thì Mệnh Phát Tài cũng muốn nhắc nhở quý anh chị giữ gìn sức khỏe, ăn uống đầy đủ và đừng thức khuya quá. Và nếu có những áp lực hay muộn phiền gì thì đừng quên anh chị còn có Mệnh Phát Tài ở bên cạnh. Chúc anh chị có thật nhiều sức khỏe và luôn giữ vững tinh thần yêu đời và lạc quan. Còn phần 2 sau đây, anh chị phải thật tĩnh tâm mới hiểu và nhận tài lộc được. Anh chị biết vì sao không? Hãy lắng nghe nhé!